Gần đây, Tổ Thương mại Điện tử Tổng cục Quản lý Thị trường tiếp tục rà soát thông tin trên các sàn thương mại điện tử, phát hiện tài khoản trên sàn thương mại điện tử với tên Tổng kho màn hình OLED Pro còn có dấu hiệu vi phạm nên đã xác minh. Từ kết quả xác minh, đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý Thị trường có mặt tại một cơ sở kinh doanh ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nhưng sau 6 giờ có mặt tại điểm kiểm tra, cơ sở này vẫn đóng kín cửa, tắt điện, chốt cửa bên ngoài, không hợp tác với đoàn công tác, dùng người đại diện ký hợp đồng thuê nhà liên tục thuyết phục, thúc giục. Đến 20 giờ cùng ngày, chủ kho hàng có mặt tại kho hàng thì những người bên trong kho hợp tác mở cửa. Chủ kho hàng kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh nhưng chưa có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Cơ sở kinh doanh màn hình và camera hành trình sử dụng trên xe ô tô, các nhãn hiệu OLED Pro, F7, Metosel không rõ nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận 43 chiếc màn hình sử dụng trên xe ô tô, nhiều nhãn hiệu khác nhau. Trị giá theo niêm yết là trên 130 triệu đồng, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.